Giãn mạch trên da mặc dù không gây nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng dễ gây nên mất thẩm mỹ. Nguyên nhân, cách chăm sóc đối với tình trạng da này như thế nào? Giãn mạch là hiện tượng xuất hiện mạch máu nhỏ li ti như mạng nhện với màu đỏ, tím hoặc xanh dương trên da mặt. Hiện tượng này thường xuất hiện ở những vùng da mỏng trên mặt như vùng mũi, hai bên má, hai bên thái dương, trước xương quai hàm. Cùng với hiện tượng này, làn da thường dễ đi kèm tình trạng dễ ửng đỏ, nhạy cảm. Giãn mạch có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào cùng nhiều nguyên nhân. Di truyền. Đây là yếu tố tác động lớn đến tình trạng giãn mạch. Lão hóa. Khi càng lớn tuổi, cấu trúc nền càng suy giảm, khiến độ dày, độ đàn hồi của da cũng suy giảm. Cúc Rose Cream là sản phẩm kem dưỡng cho da nhạy cảm, giúp giảm đỏ và giảm giãn mao mạch. Hoạt chất chính chắc Serutin và Sud Hex giúp cải thiện và làm giảm tình trạng đỏ da, giảm giãn mạch, cũng như củng cố sức khỏe cho da. Chắc Serutin giúp tăng độ bền mao mạch, tăng lưu thông mạch máu, giảm thiểu sự lão hóa của thành mạch máu. Sud Hex được chiết xuất từ cây nhũ hương Ấn Độ, giảm tình trạng đỏ da, giảm kích ứng da. Để làn da được cải thiện và giảm đỏ, giãn mao mạch cũng như trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết,